Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu. Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Mình đã từng biết, quên nhau hết tháng năm dài. Yêu đến khi ngừng hơi thở, đến khi ngừng. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Bắp Tân Bình, quận 12. Cũng như trên hệ thống website nhà đất Huy Hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo nhà đất Huy Hùng bán nhà của Bắp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay em xin đến với trục đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp. Chúng ta đến với một căn nhà rất đẹp, một căn villa mini phố được thiết kế là một trệt hai lầu với sân thượng phía trước nha mọi người. Căn nhà với diện tích là 4,5m, độ dài 16m. Và có 3 phòng ngủ tặng kèm full nội thất bên trong. Căn nhà hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền mà chính căn nhà chúng ta, căn nhà mà thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Bên ngoài mặt tiền được full cát và có rất là nhiều cây xanh, cũng như là nội thất bên trong một vùng cao cấp và sang trọng, thuộc trục đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư chợ An Nhơn và đường Nguyễn Oanh nha mọi người. Đây là con đường trước nhà, nhà mình nằm ở cuối con hẻm thì chúng ta có những cây xanh và những cái bộ bàn ghế đá bên ngoài. Con hẻm trước nhà thì chúng ta có một con hẻm 6m này. Và con hẻm đường vào, để vào căn nhà này thì chúng ta vào xe hơi không được nha quý vị. Hẻm vào chỉ có 3m thôi. Hẻm trước nhà thì 6m. Cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Oanh cũng chừng 100m thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà đẹp này nha mọi người. Căn nhà thiết kế rất tuyệt vời. Bên ngoài chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa bên trong, lớp cửa kính, rất tuyệt vời. Và bên trong là khoảng sân này. Khoảng sân này chúng ta đậu xe máy nha mọi người. Khoảng sân này 2,5m. Chúng ta đậu được 5-6 chiếc xe gắn máy. Nhà tặng kèm full nội thất bên trong với cách thiết kế là một trệt và hai lầu, cũng như là sân thượng phía trước, bao gồm 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, cũng như là phòng khách, phòng bếp và khu vực đậu xe. Khu vực gian phòng khách thì chúng ta thấy này, ở đây gia chủ có treo những bức tranh, có quạt trần Panasonic, có tivi màn hình cong và có sofa cũng như trang trang trí. Một căn nhà mà màu sắc phải nói là rất là hiện đại, đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình chúng ta trên hệ thống kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà của Bắp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Di chuyển qua không gian phòng khách đến với khu vực cầu thang thì chúng ta ép sát bên tường với mặt đá hoa cương và khu vực lan can làm bằng sắt. Ngay ở khu vực sảnh cầu thang là một cái khu vực giếng trời rất là rộng này. Cái giếng trời ở giữa nhà như thế này gia chủ thiết kế quá rộng luôn nha mọi người, với một cây xanh được đặt ở đây, và cây xanh này chúng ta có cây khế ở đây nha mọi người. Giếng trời thiết kế ở giữa nhà rộng như thế này thì rất là thoáng mát cho căn nhà mình. Và bên đây là khu vực tủ kệ để đồ này. Đó. Nhà sử dụng hệ thống thiết bị điện cao cấp, toàn đồ xịn thôi nha mọi người. Bên trong này không gian bếp với bộ bàn ăn 6 ghế theo kiểu bàn ghế mới 2021, có trang hình trang trí và có khu vực tủ kệ bếp đóng đụng trần, được làm bằng chất liệu là gỗ ăn cường, mặt đá bếp màu trắng, khu vực để tủ lạnh và khu vực đặt máy hút mùi, bồn để chén bát và giá kệ để chén bát phía đằng sau ở khu vực bếp. Kính bếp thì gia chủ đi kính màu xanh nha quý vị. Đây là khu vực đặt bếp của căn nhà mình và khu vực bàn ăn này. Đó, quá tuyệt vời nha mọi người. Và cuối nhà sẽ là không gian giếng trời bên phía sau và phòng vệ sinh. Chúng ta có bồn rửa mặt bên ngoài này. Đây. Và căn nhà này thì đang được bên em Hùng chào bán với giá là 6 tỷ 480 triệu đồng nha quý vị. Còn thương lượng thêm, quý anh chị quan tâm thì có thể alo trực tiếp đến bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế đẹp, một mẫu nhà mới của năm 2021 và gia chủ đang chào bán với giá vô cùng mềm mại, 6 tỷ 480 triệu đồng còn bớt nhẹ.
Quý anh chị quan tâm hãy bốc máy và gọi ngay cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đi xem và sở hữu ngay sản phẩm nhà đẹp mẫu mới năm 2021, một căn nhà thiết kế rất là xanh mát và không gian vô cùng thoáng mát và cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Giếng trời phía ở dưới nhà này rất là rộng thoáng này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên bên trên tham quan khu vực không gian ba phòng ngủ cũng là sân thượng của căn nhà nhé. Hướng tây nam nha quý vị, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là một căn nhà mà diện tích tới 4,5 m, độ dài 16 m, công nhận đủ trên số nha quý vị, rất là rộng. Nằm cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Oanh của chúng ta khoảng chừng 100 m thôi, ngay khu vực chợ An Nhơn luôn nha mọi người, khu vực phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị đang lên tham quan các phòng ngủ căn nhà, chúng ta sẽ vào tham quan phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này chúng ta có giường ngủ 1,6 m, chăn ga gối đệm, khu vực bàn trang điểm, tủ kệ tivi và cửa sổ ra giếng trời. Phía trên là trần thạch cao, đèn led chiếu sáng và máy lạnh Keppel cũng như là tranh ảnh trang trí. Nhà thì sơn một màu trắng rất là tinh khôi, một màu rất là sang trọng và hiện đại. Đây là phòng ngủ phía sau. Bên này chúng ta có hệ thống tủ áo này. Tủ áo thì gia chủ làm khung màu đen và bên trong thì vân gỗ. Bên ngoài thì chúng ta cũng có kính nha mọi người, cửa lùa. Rất tuyệt vời, một tủ áo mẫu mới nhất của năm 2021. Đây là vệ sinh của phòng ngủ số 1. Chúng ta có bồn rửa mặt, gương soi, vòi tắm hoa sen, bồn cầu nguyên khối. Chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ số 1 căn nhà. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà đất Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathihung.com cũng như trên hệ thống fanpage Zalo, Facebook Nhà đất Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Chúng ta xem thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan đến căn nhà, được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn và được gặp ngay các anh chị chủ nhà để thương lượng giá cả. Và ngoài ra thì chúng ta còn được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% nha quý vị. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2. Phía trước thì chúng ta có cửa ra ban công này, và ban công phía trước trồng cây xanh, có màn rèm cửa hai lớp và bên ngoài mặt tiền thì gia chủ phun cát nhé, rất là bền và đẹp. Một cái ban công rất là xanh mát nha quý vị. Phòng ngủ số 2 thì chúng ta thấy này, vô cùng đẹp, sang trọng, đẳng cấp và cực kỳ là VIP luôn, có máy lạnh, giường ngủ, tủ áo khá rộng này. Tủ áo đây thì ở bên trong và bên ngoài vân gỗ, hệ thống cửa và kính được làm với màu đen. Rất là tuyệt vời. Và đây là phòng vệ sinh master của phòng ngủ số 2. Thì chúng ta có vòi tắm hoa sen một bên, gương soi và bồn cầu được đặt một bên, kết hợp với bên đây là bồn tắm nằm ở ngay khu vực cửa sổ ra giếng trời này. Cửa sổ thì chúng ta có màn rèm nha quý vị. Chúng ta kéo màn rèm xuống thì bên ngoài sẽ không thấy được, có màn rèm ở trên này. Có bồn tắm nằm luôn nha mọi người ơi. Phòng vệ sinh của căn nhà này thì gia chủ làm phải nói là rất là chi tiết và tỉ mỉ. Ta đang tham quan. Rồi, Hùng xin mời quý anh chị chúng ta theo chân Hùng lên phía trên khu vực không gian phòng ngủ số 3 cũng như là sân thượng và khu vực phòng giặt, phòng thờ của căn nhà. Nhà thì nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, cách mặt tiền đường Nguyễn Oanh khoảng chừng 100 m thôi, ngay chợ An Nhơn đi vào khu vực phường 17. Và với vị trí đẹp gần cách sân bay Tân Nhất khoảng chừng 10 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố khoảng chừng 25 phút như thế này thì một vị trí quá đẹp để chúng ta có thể sở hữu một căn nhà phố VIP nhất quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ nha quý vị. Phía sau đây chúng ta sẽ đến với khu vực sân thượng phía sau và phòng giặt. Ngoài đây thì chúng ta sẽ có khu vực sân phơi, phòng giặt và cầu thang lên sân thượng. Ở ngoài đây thì gia chủ phun cát hết luôn nên rất là bền nha. Sơn phun cát. Có cây xanh ở đây, có một cái giếng trời nhỏ nhỏ ở đây và có khu vực để máy giặt ở đây này mọi người. Đó, giếng trời phía sau rất là thoáng mát. Chúng ta vừa tham quan xong phòng thờ, phòng giặt và sân thượng sau căn nhà. Rồi chúng ta sẽ qua tham quan phòng ngủ số 3 và cái sân thượng phía trước nha quý vị. Chúng ta sẽ nhìn qua khu vực sân thượng phía số 3 này. Chúng ta có tủ áo, phòng ngủ số 3 thì chúng ta có tủ áo ở đây. Với những ánh đèn led bên trong, nhìn rất là sang chảnh luôn. Và giường ngủ cũng như là nội thất của căn nhà. Phòng ngủ số 3 thì chúng ta thấy này, nội thất cũng có giường ngủ, máy lạnh, chăn ga gối đệm, chăn trang trí và có vệ sinh trong nha. Nhà mình có tới 4 phòng vệ sinh nha quý vị ơi. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì chúng ta cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, trần đẹp, gạch ốp gạch rất sang trọng, có vòi tắm hoa sen và
Chúng ta sẽ ra khu vực không gian phòng ngủ phía sân thượng phía trước của căn nhà. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Hôm nay Hùng đến đây quay thì trời mưa, chờ mãi mới quay được căn nhà này nha mọi người. Và một căn nhà đẹp, một không gian đẹp. Quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu căn nhà có thể xem trên hệ thống kênh YouTube của bên mình, hoặc là trên hệ thống fanpage Facebook, Zalo hoặc website Nhà Đất Đi Hùng để chúng ta tham quan nhiều những mẫu mã nhà phố đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Xin lưu ý mọi người, chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta luôn luôn được giá ưu đãi nhất, giá tốt nhất và còn được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn nha. Và Hùng sẽ quay xuống con đường này. Đây là một con đường mà hẻm cụt, đường trước nhà tới 6 mét nhưng mà đường vào chỉ có 3 mét thôi nha quý vị. Xe hơi chúng ta vào không được nhưng mà chúng ta có thể để gara, rồi chúng ta về nhà mình thì nó thoải mái hơn. Rồi, Nhà Đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo.